chưa chắc đã là được, mất chưa chắc đã là mất. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một ông lão tên Hà Mã. Ông có một đứa con trai, tuấn tú khôi ngô, khỏe mạnh, tên là Tung Thành. Ông sở hữu một trang trại nuôi hàng trăm con ngựa, trong đó có một con ngựa đẹp và quý nhất đàn. Con ngựa ấy toàn thân màu đỏ rực, giống như con xích thú ngày xưa quan công thường cưỡi. Không biết bao nhiêu quan lại đến đợi mua con ngựa với giá rất cao, nhưng con ngựa quá quý hiếm nên người ta có trả bao nhiêu tiền ông cũng không bán. Ông muốn giữ nó lại làm niềm tự hào cho riêng mình, và đấy cũng là niềm tự hào của cả dòng họ ông. Người đời vốn nghĩ gia đình phải rất tốt mới có thần mã, mới nuôi được thần mã. Riêng đối với ông Hà Mã thì vẫn chưa là gì, nên cho dù người ta có đến khen là ngựa đẹp, ông cũng chỉ cho qua chuyện mà thôi. Một sáng thức dậy, tự nhiên đầy tớ hốt hoảng đến báo với ông: "Thầy ơi thầy, chết rồi, con xích thố nhà mình bị mất rồi." Thế là cả nhà ông cùng họ hàng hốt hoảng lên cả, vì con ngựa vốn là niềm tự hào của cả một gia tộc. Mọi người chia nhau đi tìm mãi mà vẫn không thấy. Riêng ông lão thì vẫn điềm tĩnh: "Mất chưa chắc đã là mất." Mọi người nghe xong mới bảo nhau: "Thôi rồi, chắc là có bà vợ tai quái quá nên ông lão trở thành triết gia rồi." Ông lão có một bà vợ rất hung dữ, suốt ngày đánh chửi chồng, tên là Mộ An. Thấy ngựa quý mất mà chồng vẫn bình chân như vậy, bà vợ sốt ruột réo gọi: "Ông ơi, đầu óc ông để đi đâu vậy? Mọi người đã bủa khắp nơi đi tìm ngựa rồi, sao ông vẫn còn ngồi đây?" Nghe vợ sốt sắng, ông Hà Mã bình thản: "Thứ nhất, mất chưa chắc đã là mất. Thứ hai, nếu mọi người đã đi tìm rồi thì tôi cần gì phải đi tìm nữa." Thế nên ông vẫn cứ ung dung như không có chuyện gì xảy ra, trong khi người trong nhà ai nấy đều xót xa buồn thảm. Tin lão Hà Mã mất ngựa quý lan ra khắp vùng, mấy người ghen ghét vợ chồng ông sung sướng đàm tiếu: "Con ngựa quý như vậy trời cho lại làm mất, chắc hẳn ăn ở thất đức nên trời không thương." Những người từng đến năn nỉ ông mua ngựa không được cũng lấy làm thích thú. Nỗi đau mất ngựa chưa nguôi thì một buổi sáng, bà Mộ An mặt tươi như hoa chạy vào giường thủ thỉ bên tay chồng: "Ông ơi, hóa ra mất không phải là mất ông ạ." "Ý bà là sao?" ông Hà Mã hỏi giọng còn ngái ngủ. "Con xích thú nhà mình nó đi du hí thôi ông ạ. Nó còn dẫn về một con ngựa cái tuyệt đẹp kia kìa. Hóa ra đến mùa sinh sản mà trong chuồng ngựa mình không có con nào xứng với nó cả. Thế là nó phá chuồng chạy vào rừng sâu tìm bạn đời. Ông ra mà xem, chào ôi, con ngựa cái nó đẹp làm sao, lông nó trắng như tuyết, chân dài miên man, hẳn là chạy nhanh như gió rồi, đúng là hàng độc. Tôi quyết định gọi nó là Truy Phong rồi đấy. Phen này thì nhà ta lại nở mày nở mặt rồi ông ơi." Vì con xích thú đưa Truy Phong trở về khiến cả làng cả họ nhà ông Mã ai nấy đều vui mừng. Có vẻ như niềm tự hào tăng lên gấp đôi khi con Truy Phong xuất hiện. Khắp làng trên xóm dưới đổ về nhà ông để tận một sở thị đôi song mã đẹp như tranh vẽ. Xích thú một màu đỏ rực, Truy Phong mình trắng như tuyết. Hai con sống đôi nhau thật là một cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Người làng người nước ai nấy nhìn qua cũng phải thốt lên lời khen ngợi. Đến quan lại trong triều cũng kéo nhau đến xem và không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của cặp ngựa quý. Những người vốn đã ghen tị với ông lão này lại chúng tay gây mắt thêm. Có mỗi hai con ngựa thì làm gì cứ rầm rộ lên thế, có cho tôi cũng chẳng thèm. Còn những người bình thường thì bảo nhau: "Hóa ra ông này nghiệp tốt rất nhiều nên trời thương, ông ấy chẳng mất gì mà lại được các xích thú lẫn Truy Phong." Trong khung cảnh nhộn nhịp như vậy, ai cũng nghĩ ông lấy làm tự hào lắm, thì ông lại thản nhiên nói: "Được, chưa chắc đã là được." Về phần mình, bà Mộ An nở mày nở mặt vì cặp ngựa quý. Mặc dù bận bịu nhận quà cáp lễ vật từ khách tham quan, nhưng bà rất đổi vui mừng. Buổi tối mới rảnh rang một chút, bà Mộ An mới hỏi chồng. Trong khi người nhà ai nấy đều vui như mở hội, tôi thấy ông cứ dửng dưng như không. Bây giờ ông Hà Mã mới thủng thẳng: "Để rồi xem, được chưa chắc đã là được." Một thời gian sau, xích thú và Truy Phong phối giống đẻ ra một con ngựa con có bộ lông hồng đẹp không thể nghĩ bàn. Chưa từng ai nhìn thấy một con ngựa hiếm như vậy. Đã thế, ban đêm toàn thân con ngựa còn phát ra ánh sáng trắng bạc rất kỳ diệu. Giống ngựa ấy người ta gọi là ngọc dạ quan, một loại ngựa vô cùng hiếm có trên đời. Tin nhà ông Hà Mã có ngựa quý ngọc dạ quan truyền đi rất nhanh. Ba tỉnh xung quanh nô nức chưa chảy hội về nhà ông Hà Mã ngắm ngọc dạ quan. Bà Mộ An thì tha hồ thu tiền vé vào xem triển lãm ngựa. Bà tự đắc bảo chồng: "Ông thấy chưa, bây giờ thì tôi đã chứng minh cho ông, được chính là được. Ông từng bảo được chưa chắc là được đúng không? Bây giờ ông đã mở mắt ra chưa? Chúng ta đã có ngựa Truy Phong, lại thêm cả ngọc dạ quan, nên được lại thêm được." Ông lão vẫn không suy xuyển gì, ông nói: "Bà cứ để xem." Ngựa ngọc dạ quan và Tung Thành cùng lớn lên bên nhau. Năm Tung Thành lên 16 thì con ngựa cũng vừa tròn 5 tuổi. Chúng như hai người bạn thân, lúc nào cũng gắn bó không rời. Mỗi khi Tung Thành cưỡi con ngọc dạ quan đi dạo quanh vùng, những cô gái đến tuổi cập kê đều vô cùng ngưỡng mộ. Họ xì xào với nhau: "Tung Thành đã đẹp trai, con nhà quyền quý lại cưỡi ngọc dạ quan, còn ai trong vùng sánh bằng?" Các cô ngày đêm mơ tưởng đến một ngày Tung Thành cưỡi tuấn mã ngọc dạ quan đến trước mình. Sau nhiều năm không có biến cố gì, một hôm bà Mộ An lại lôi chuyện cũ ra nói với Hà Mã: "Để nhé, ông có nói triết lý. Triết lý cái gì? Từ hồi con ngựa mất đi rồi quay trở về, nhà ta giàu hẳn lên này, rồi lại thêm có con ngọc dạ quan. Con trai chúng ta mấy năm nữa rồi sẽ được rất nhiều quan lớn trong vùng muốn đả con gái chồng em. Ông thấy chưa, được chỉ thêm được." Hà Mã bỏ ngoài tai những lời vợ nói, vì có cãi lý, Mộ An lại cho là cãi vợ, lại đánh cho, nên thôi chả nói gì nữa cho yên thân. Một hôm Hà Mã đang ung dung ngồi uống trà thì bà vợ chạy sầm sầm vào than khóc:
Thôi chết rồi ông ơi, thằng cu nhà mình, thằng Tung Thành nhà mình, nó ngã ngựa rồi gãy chân rồi, ngã ngựa gãy chân rồi. Nếu bình thường nó cưỡi con ngựa khác thì không sao, những con ngựa ấy chạy chậm, có ngã chắc cũng bình thường thôi. Đằng này nó lại cưỡi con Ngọc Dạ Quan chạy như gió ấy, mà ban ngày thì không nói gì, nó lại đi cưỡi con Ngọc Dạ Quan vào ban đêm qua mấy nhà tiểu thư. Cái chủ quan là con ngựa phát sáng được, ai ngờ. Ôi trời ơi, sao tôi khổ thế này, giờ thì ngã ngựa gãy chân rồi, thế có khổ không cơ chứ, gãy hẳn cái chân phải cắt bỏ rồi ông ơi. Ông Hà Mã mặt vẫn tỉnh bơ nói, mất chưa chắc đã là mất. Bà Mộ An rầu rĩ, thấy chồng nói vậy, bèn quát lớn, sao ông lại nói thế, con thì rõ là mất chân rồi, mà ông còn nói giọng đó được. Nói xong, Mộ An bực mình bỏ đi, bà buồn quá, không còn đem trưng bày Ngọc Dạ Quan thu tiền nữa, mà chỉ là chăm sóc cho con. Vào năm ấy, quân Mông Cổ đánh chiếm Trung Quốc, triều đình nhà Tống bị đánh tơi bời, thua liễn xiển. Cuối cùng, triều đình ban chiếu chỉ tổng động viên cả nước, toàn bộ thanh niên trai tráng bất kể là ai, xuất thân thế nào, từ 16 tuổi trở lên đều phải ra trận. Chiếu chỉ được ban ra, tất cả các đàn ông trong vùng, từ thường dân đến con quan đều phải ra trận hết, hầu như là chết cả. Riêng về phần Tung Thành, vì cục mất một chân nên không bị bắt đi lính. Thế là một cách đường hoàng, Tung Thành vẫn nhờ ở nhà hưởng thụ gia tài của bố. Mộ An lại về so tay, nói với Hà Mã, công nhận ông thật biết nhìn xa trông rộng. Tung Thành nó mà không ngã ngựa quả đấy thì thôi rồi, vợ chồng mình lại chẳng mất đứa con duy nhất, bây giờ nó cứ ở nhà mà hưởng thụ cuộc đời, trong khi tất cả những đứa đồng trang lứa với nó phải ra trận hết. Từ khi bị cuộc chân, chẳng đứa con gái nào thèm đoái hoài đến Tung Thành, nhưng giờ thì tốt rồi, cả vùng kiếm đâu ra con trai, đến quan tể tướng cũng muốn gả con gái cho nó đấy ông ạ. Quan tể tướng thì nhà giàu quyền uy lắm, nên chắc là mình không từ chối được, nhưng mà tôi rất vui vì có ông thông gia tể tướng. Nhìn bà vợ không giấu nổi vẻ mặt sung sướng, ông Hà Mã lại thủng thẳng, được chưa chắc đã là được. Con gái tể tướng tên là Ngân Hoa, vô cùng xinh đẹp nhưng nổi tiếng dữ dằn. Mới đầu quan tể tướng không muốn gả nữ cho nhà ông Hà Mã, nhưng suy đi tính lại, tể tướng thấy có mỗi nhà ông này là môn đăng hộ đối nhất, những nhà khác thì trai tráng ra trận chắc gần hết rồi, còn lại mỗi ông già trẻ nhỏ ở nhà, có mỗi nhà Hà Mã với Mộ An có đứa con là Tung Thành. Tuy bị cục chân nhưng dù sao vẫn thuộc hàng giàu có và quyền quý, quan trọng nhất Tung Thành nó vẫn là đàn ông. Quan tể tướng suy nghĩ. Đám cưới diễn ra vô cùng linh đình, giết gà mổ lợn mấy chục ngày đêm liền. Do lấy con gái nhà tể tướng nên Tung Thành phải ở rể. Sau đám cưới, Tung Thành tự bị cha mẹ lên kinh thành để sống với vợ, chứ không được ở nhà với cha mẹ nữa. Cuộc sống hai vợ chồng lúc bắt đầu vô cùng hạnh phúc, nhà thì giàu, danh tiếng lớn, muốn làm gì cũng được. Thế nhưng được chưa chắc đã là được. Ban đầu Tung Thành và Ngân Hoa quấn quýt như đôi uyên ương, nhưng do xuất thân của cả hai đều là cậu ấm cô chiêu, nên mỗi lần cãi cọ không ai chịu ai. Ngân Hoa nghĩ mình đúng, còn Tung Thành thấy mình oách, thành ra tình cảm vợ chồng cũng theo đó mà rạn nứt. Tung Thành lại trong thế đi ở rể, nên thành thử lúc nào cũng là người lép vế. Sau chừng 5 năm chung sống, Tung Thành chỉ muốn đi tu. Trong kinh thành có ngôi chùa tên là Bảo Quốc Tự, mỗi lần chán đời Tung Thành lại tìm đến vị đại sư tu hành tinh tấn để giải bày. Trải nghiệm cuộc sống vợ chồng từ lúc còn thăng hoa mặn nồng đi đến chỗ rạn nứt, Tung Thành dần dần nhận ra sự vô thường của cuộc đời, nên chỉ một lòng hướng Phật. Cho đến một ngày chàng nằng nặc đòi bố mẹ vợ cho lên chùa đi tu, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, cả người vợ xinh đẹp của mình. Thấy vậy quan tể tướng tức giận lắm, ông nghĩ bụng, con rể một hai đòi đi tu chứng tỏ nhà mình phải kinh tởm lắm, như thế còn gì là thể diện. Ông bực tức lắm, mà Tung Thành lại đi tu rồi, nên cơn thịnh nộ trong lòng tể tướng đổ hết lên đầu bố mẹ chàng. Tể tướng lập mưu tính kế, vu oan cho nhà ông Hà Mã buôn lậu, gia đình bị tịch thu hết tài sản. Hà Mã đang từ một người rất giàu bỗng chốc thành kẻ khốn cùng. Mộ An đến gặp Hà Mã méo máu, tôi cứ tưởng con mình lấy được quan tể tướng là may, ai dè bây giờ chính vì thế mà mình bị hãm hại, mất sạch cả gia tài. Hà Mã điềm nhiên nói, mất chưa chắc đã là mất, trong họa có phúc, trong phúc có họa, họa phúc luân chuyển và tương sinh, sự biến đổi ấy ta không thể nhìn thấy ngay được, nhưng ta có thể nhìn ngay thấy hậu quả của nó. Bây giờ bà Mộ An mới ôm chồng mà khóc, mấy chục năm đầu óc má kề, vậy mà cho đến lúc gần đất xa trời và khốn cùng nhất tôi mới thấy được thì lấy một chiếc gia như ông. Ông Hà Mã nhìn vợ triều mến, được chưa chắc đã là được. Câu chuyện kết thúc, mà những hình ảnh về đàn ngựa quý, cậu bé Tung Thành từ lúc lớn lên, trưởng thành, ngã ngựa cục chân, lấy công văn tể tướng, cho đến khi lên chùa đi tu vẫn cứ hiện hiện trong tâm trí người nghe. Cuộc đời của Tung Thành hay chính là những thăng trầm của cuộc đời họ đang hiện về trong ký ức, lời nhắc của ông Hà Mã dành cho vợ mình hay lời của chính tự tâm họ nhắc về bản chất vô thường của cuộc đời này. Tu sửa lỗi lầm. Các quan đại phu thời Xuân Thu khi quan sát hành vi, lời nói của một người thường dựa theo đó mà suy đoán về những điều tốt xấu, quả phúc của người đó, bao giờ cũng ứng nghiệm cả. Ngày nay, chúng ta có thể xem lại những việc này trong các sách tả truyện, quốc ngữ. Nói chung, điềm báo những điều tốt lành hay tai họa đều khởi lên từ trong tâm người, rồi biểu hiện ra bên ngoài thành hành vi, lời nói. Những người hết sức nhân hậu, phóng khoáng, tử tế với người khác thường được phước lành. Những kẻ hết sức khắt khe, hẹp hòi, bạc đãi người khác thường cận kề tai họa. Người phàm mắt thịt bị nhiều che kín, không nhìn thấy được, do đó cho rằng vận số chưa xác định nên không thể suy lường biết được. Lòng người hết sức chân thành thì phù hợp với đạo trời. Khi phước lành sắp đến, quan sát việc làm thiện của người thì có thể biết trước được. Khi tai họa sắp xảy ra
quan sát việc làm xấu ác của người, ắt cũng có thể biết trước. Nay muốn được phước lành, tránh xa tai họa, hãy khoan nói đến việc làm thiện, mà trước tiên là phải lo tu sửa lỗi lầm. Bàn về việc tu sửa lỗi lầm, điều cốt yếu trước tiên là phải khởi tâm biết xấu hổ. Hãy nghĩ đến các bậc hiền thánh từ xưa, sao cũng là thân người như ta, nhưng lại có thể làm bậc thầy của muôn thuở. Còn ta, vì sao suốt một đời kém cỏi, vô dụng như gạch vụn, ngói bể? Ấy chỉ vì ta mê đắm trong tình đời, lén lút làm những điều trái nghịch đạo nghĩa, lại cho rằng người khác không ai biết, nên thản nhiên cao ngạo, không chút hổ thẹn, ngày sau sa đọa vào loài cầm thú mà không hề tự biết. Việc đáng xấu hổ trong đời này thật không gì lớn hơn thế nữa. Mạnh Tử nói, biết xấu hổ là đức tính quan trọng của con người, giữ được tâm tính ấy là thánh hiền, đánh mất đi thì chẳng khác gì cầm thú. Cho nên, khởi tâm biết xấu hổ là nền tảng cốt yếu nhất trong việc tu sửa lỗi lầm. Điều quan trọng tiếp theo là phải biết khởi tâm sợ sệt, không dám làm điều sai trái. Trời đất từ trên soi thấu, quỷ thần không dễ dối lừa. Nay ta làm điều sai trái, tuy là ở nơi ẩn khuất, không ai thấy biết, nhưng trời đất quỷ thần thật soi xét thấy rõ. Nếu là tội nặng, ắt sẽ giáng xuống trăm tai ngàn họa. Nếu là tội nhẹ, ắt sẽ hao tổn phước đức hiện có. Như thế làm sao có thể không lo sợ? Không chỉ ở nơi vắng vẻ khuất tất là như thế, mà giữa những chốn đông người qua lại cũng như thế. Cho dù ta cố che giấu thật kín đáo, biện bạch thật khéo léo, nhưng những điều giấu trong gan ruột rồi cũng sẽ sớm lộ ra. Rốt cuộc cũng không thể tự dối lòng mình. Đến khi bị người khác phát hiện biết rõ việc xấu mình làm, thì nhân cách tự thân thật chẳng đáng một xu. Như vậy có thể không sợ được sao? Hơn nữa, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở, thì dù tội lỗi lớn đến đâu cũng có thể hối cải. Xưa có người suốt đời làm việc xấu ác, đến khi sắp chết mới tỉnh ngộ hối lỗi, phát khởi một niệm lành, liền được kết quả tốt đẹp. Cho nên nói rằng, khởi một niệm lành hết sức mạnh mẽ, có thể đối trị được những điều xấu ác trong cả trăm năm. Cũng giống như hang sâu tăm tối ngàn năm, chỉ một ngọn đèn vừa chiếu sáng thì bóng tối ngàn năm lập tức bị phá trừ. Vì thế, những việc lỗi lầm bất luận là phạm vào đã lâu hay chỉ mới gần đây, phải lấy việc biết tu sửa là điều đáng quý nhất. Cuộc đời vô thường, thân người hết sức mong manh để mất, chỉ một hơi thở dừng lại không tiếp nối thì dù muốn hối cải tu sửa cũng không còn kịp nữa. Khi ấy thì trên chốn dương gian phải cam chịu tiếng xấu ngàn năm, cho dù con thảo cháu hiền cũng không thể thay ta rửa sạch. Lại dưới cõi u minh, ắt phải trầm luân ngàn kiếp trong địa ngục, cam chịu nghiệp báo, cho dù là các vị thánh hiền hay Phật, Bồ Tát cũng không thể dẫn dắt cứu ta ra khỏi. Ôi, như thế có thể nào không sợ được sao? Điều quan trọng thứ ba là phải phát tâm tu sửa thật dũng mãnh. Người đời đa phần không thể tu sửa lỗi lầm vì cứ quen theo nếp cũ mà sa đọa. Chúng ta cần phải phấn chấn mạnh mẽ vươn lên, không được phân vân trì trệ, không được chậm trễ dùng dằn. Đối với lỗi nhỏ nhặt, phải xem như bị gai đâm vào thịt, cần nhanh chóng lấy ra. Đối với lỗi nặng nề nghiêm trọng, phải xem như bị rắn độc cắn vào ngón tay, lập tức chặt bỏ không chút chần chừ. Đó là nói đến lợi ích của sự phát tâm dũng mãnh, nhanh chóng như sấm chớp, như gió mạnh. Phát khởi đầy đủ ba tâm niệm như trên, biết hổ thẹn, biết sợ sệt lỗi lầm và quyết tâm tu sửa thật dũng mãnh, thì mỗi khi mắc phải lỗi lầm liền sửa đổi được ngay. Ví như lớp băng mùa xuân gặp ánh mặt trời, lo gì không tan chảy. Tuy nhiên, lỗi lầm xấu ác của con người có thể theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa, cũng có thể dựa trên sự suy xét đạo lý mà tu sửa, lại cũng có thể ngay từ trong tâm ý mà tu sửa. Mỗi phương cách tu sửa như vậy đòi hỏi công phu khác nhau mà hiệu quả cũng khác nhau. Chẳng hạn như ngày trước thường giết hại sinh mạng, nay giữ giới không giết hại, hoặc như ngày trước thường nóng giận, nay cố ngăn giữ không còn nóng giận. Những sự tu sửa như thế là theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa. Tu sửa theo cách như vậy là cố sức kiềm chế sự việc đã biểu lộ ra bên ngoài, nên thật hết sức khó khăn. Nhưng cội gốc của những lỗi lầm ấy rốt cuộc vẫn còn nguyên đó, từ bỏ nơi này lại nảy sinh nơi khác, thật không phải phương cách rốt ráo để tu sửa triệt để mọi lỗi lầm. Người khéo léo hơn trong việc tu sửa lỗi lầm thì khi sự việc còn chưa biểu lộ ra bên ngoài đã sớm suy xét đạo lý của sự việc ấy. Chẳng hạn như đối với việc giết hại sinh mạng, liền suy xét theo đạo lý rằng trời đất luôn có đức hiếu sinh, muôn loài đều tham sống sợ chết. Nay ta giết hại loài vật để nuôi dưỡng thân mình, làm sao có thể tự thấy an ổn trong lòng? Hơn nữa, con vật bị giết kia đã bị đâm chém cắt xẻo, tôi lại bị cho vào nồi nước sôi, chảo dầu nóng, đau đớn thống khổ thấu tận xương tủy. Ta lại dùng thân xác nó để nuôi dưỡng mình, dẫu có bày ra thành trăm món ngon lạ, ăn qua khỏi miệng cũng đều tiêu mất. Trong khi đó, chỉ cần canh rau đơn sơ cũng đủ no bụng, vì sao phải giết hại sinh mạng của muôn loài, làm tổn hại đến phước đức của mình? Lại suy xét đến việc hết thảy muôn loài có máu thịt, khí chất cũng đều có linh tính, tri giác. Đã có linh tính, tri giác thì đối với loài người chúng ta cũng là cùng một bản thể. Nay tự thân ta đã không thể tu tập thành bậc chí tôn chí đức để muôn loài phải tôn kính, gần gũi nương cậy ta, lẽ nào lại còn xuống tay giết hại sinh mạng của chúng, khiến chúng phải đem lòng oán hận, căm thù ta không sao nói hết.
Suy xét được thấu đáo những điều như thế, thì khi nhìn thấy món ăn do giết hại mà có, ắt phải hết sức đau lòng, không thể nào nuốt trôi qua khỏi cổ. Hoặc như trước đây, vốn thường nóng giận, liền suy xét rằng, đối với người có chỗ cư xử kém cỏi chẳng bằng ta, xét về tình thì nên khởi lòng thương xót họ mới đúng. Đối với người làm việc trái lý lẽ, xúc phạm ta, thì đó là sai trái của họ, nào có liên quan gì đến ta. Nghĩ như thế thì thấy thật không có gì để giận dữ cả. Lại suy xét rằng, trong thiên hạ chẳng có bậc hào kiệt nào lại tự mãn luôn cho mình là đúng, cũng không có học thuyết nào dạy ta oán ghét người khác. Công danh có điều chưa đạt được đều là do phước đức tự thân ta chưa tu tập đúng mức, chưa đủ cảm hóa người khác. Ta cần phải lấy những điều đó để tự phản tỉnh, suy xét về bản thân. Như vậy thì khi có người đến phỉ báng, làm nhục, liền xem đó như sự cọ xát, rèn luyện, giúp đá thô thành ngọc quý. Như thế, ắt phải vui mừng đón nhận, làm sao có thể nổi giận. Hơn thế nữa, nếu ta bị phỉ báng mà không nổi giận, thì những lời xúc phạm ấy, dù có nhiều đến đâu, cũng chỉ như kẻ đốt lửa giữa khoảng không, rốt cuộc cũng phải tự liệm tắt. Bằng như nghe lời phỉ báng mà nổi giận, thì cho dù hết lòng khéo léo biện bạch, cũng chẳng khác nào con tầm mùa xuân nhả tơ làm kén, ngày càng tự trói chặt lấy chính mình. Như vậy, sự nóng giận chẳng những là vô ích mà còn gây hại nữa. Đối với hết thảy những lỗi lầm xấu ác khác, cũng đều dựa theo đạo lý mà suy xét như thế. Nếu sự suy xét đạo lý đã được rõ ràng sáng tỏ, thì mọi lỗi lầm xấu ác đều sẽ tự chấm dứt. Thế nào là tu sửa lỗi lầm ngay từ trong tâm? Đó là tự xét rằng, lỗi lầm xấu ác của con người có vô số nguyên nhân, nhưng hết thảy đều do tâm tạo tác. Nếu trong tâm mình an nhiên bất động, thì lỗi lầm dựa vào đâu mà sinh khởi? Người tu học phương pháp sửa lỗi này, đối với những lỗi lầm xấu ác như háo sắc, tham danh, tham tiền của, dễ nóng giận, v.v. không cần thiết phải truy đuổi, tìm kiếm, đối trị từng loại. Chỉ cần một lòng chuyên chú làm thiện, lúc nào cũng duy trì ý niệm chân chánh, thì bao nhiêu ý niệm tà vậy, xấu ác, sẽ tự nhiên không thể khởi lên làm ô nhiễm. Ví như khi mặt trời rực sáng giữa không trung, các loài yêu ma quỷ quái thảy đều trốn mất. Đây là phương pháp sửa lỗi chân truyền tinh tế nhất. Mọi lỗi lầm đều do tâm tạo tác, nên cũng do nơi tâm mà sửa đổi. Ví như việc đốn trừ loài cây độc, phải trực tiếp chặt phá ngay vào gốc rễ, đâu cần phải đốn tỉa từng cành nhánh, ngắt bỏ từng chiếc lá. Nói chung thì, phương pháp đối trị lỗi lầm ngay từ trong tâm là vượt trội và hiệu quả hơn hết. Đang khi tu tập giữ tâm thanh tịnh, nếu trong tâm vừa khởi động niệm xấu ác, liền tức thời rõ biết. Rõ biết rồi thì niệm xấu ác đó liền tự nhiên không còn nữa. Bằng như chưa đủ sức để tu tập theo phương pháp trị tâm, thì nên dùng phương pháp suy xét rõ ràng theo đạo lý để trừ bỏ lỗi lầm. Nếu vẫn chưa đủ sức làm phương pháp suy lý, thì nên dùng phương pháp đối trị theo sự việc sai trái đã biểu hiện. Nếu như sử dụng phương pháp trị tâm cao nhất, đồng thời kèm theo những phương pháp còn lại, như vậy cũng chẳng có gì sai lầm. Nhưng nếu chỉ biết sử dụng những phương pháp kém hiệu quả mà không biết đến phương pháp vượt trội hơn, thì thật là khờ dại. Cho nên, khi phát nguyện sửa đổi lỗi lầm xấu ác, thì giữa nơi sáng rõ nên cầu được bạn tốt nhắc nhở, ở chỗ u tối khuất lấp nên nguyện có quỷ thần soi xét chứng minh, hết lòng sám hối những tội lỗi đã qua, ngày đêm không chút giải đãi buông lung, trải qua một tuần, hai tuần, cho đến một tháng, hai tháng, ba tháng, ắt phải có hiệu quả ứng nghiệm. Chẳng hạn như cảm thấy tinh thần điềm nhiên, thư thái khoáng đạt, hoặc cảm thấy như trí tuệ khai mở, hốt nhiên sáng suốt, hoặc có những lúc rơi vào cảnh rối ren phiền nhiễu, nhưng cảm xúc, suy nghĩ đều suốt thông, không vướng mắc, hoặc có những lúc gặp kẻ oán thù, nhưng có thể bình tâm, đổi giận làm vui, hoặc mơ thấy nô mửa ra vật đen tối, hoặc mộng thấy các bậc hiền thánh ngày trước hiện đến dắt dẫn ân cần, hoặc mơ thấy mình đi lại nhẹ nhàng trên hư không, hoặc mộng thấy những thứ như cờ phướng, lộng quý, đủ mọi cảnh tượng thù thắng tốt đẹp. Hết thảy những điều như thế đều là biểu hiện của việc đã dứt trừ được lỗi lầm xấu ác. Tuy nhiên, không được bám chấp vào những thành tựu như thế mà vội khởi tâm cao ngạo tự mãn, vì như thế sẽ ngăn trở ta không thể tiến bộ thêm nữa. Xưa có người tên Cừ Bá Ngọc, khoảng năm 20 tuổi, đã thấy rõ được những lỗi lầm xấu ác trước đây của mình và dứt trừ sửa đổi được hết thảy. Sang đến năm 21 tuổi mới biết những sự cải hối trước đây của mình thật ra vẫn chưa dứt hết được lỗi lầm. Sang năm 22 tuổi thì ông nhìn lại năm 21 tuổi, quan sát những việc đã qua như trong giấc mộng, lại tiếp tục sửa lỗi. Cứ như thế, năm này sang năm khác, ông vẫn kiên trì tuần tự sửa lỗi, cho đến năm 50 tuổi vẫn còn nhìn lại thấy được lỗi lầm của năm 49 tuổi. Việc học sửa lỗi của người xưa là như thế. Chúng ta đều là những kẻ phàm tục tầm thường, những điều lỗi lầm xấu ác tích tụ dẫy đầy không kể xiết. Thế mà khi nhìn lại những việc đã qua, lại thường chẳng thấy được lỗi lầm chi cả. Ấy là bởi tâm mê muội nên mắt bị che mờ. Tuy nhiên, con người khi lỗi lầm xấu ác quá sâu nặng cũng có những biểu hiện có thể thấy được. Chẳng hạn như tinh thần u ám, bế tắc, nói trước quên sau, hoặc không duyên cớ gì nhưng trong tâm vẫn thường phiền não, bực dọc, hoặc đối diện với người hiền lương quân tử thì cảm thấy hổ thẹn, ngượng ngùng, hoặc được nghe những lời bàn luận chân chánh nhưng lại không vui thích, hoặc thường bị rơi vào cảnh làm ơn mắt oán, hoặc đêm nằm mộng thấy những chuyện điên đảo trái nghịch.
Nếu nặng nề quá, có thể sinh ra nói năng lộn xộn, tâm thần bất định. Hết thảy những điều như vậy đều là biểu hiện của việc làm xấu ác. Nếu thấy có một trong những biểu hiện như thế, thì phải lập tức phát tâm mạnh mẽ phấn chấn, quyết lòng dứt bỏ lỗi cũ, dựng xây đời mới. Mong sao người đọc hiểu đúng được những điều như trên, để không tự dối mình.